Hi, xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về cách chia một số cho 20, 25, được chưa? Thì bước đầu tiên mình sẽ chỉ cho tất cả các bạn biết phân biệt được số bị chia và số chia. Thì đây là phép chia nè, được chưa? Dấu hai chấm này là gọi là phép chia. Thì cái số này, cái số trước nè, thì người ta gọi là số bị chia. Số bị chia. Cái số sau người ta gọi là số chia. Số chia, ok chưa? Các bạn phải phân biệt được số bị chia và số chia, được chưa? Khi những cái bài toán nào liên quan về phép chia cái số đó cho 25 thì các bạn nhớ những cái bước như thế này để giải cho nó nhanh nha các bạn, giải cho nhanh, nó nhanh, được chưa? Thì bước 1 các bạn, bước 1 lấy cái số bị chia nè, nhân cho 4, được chưa? Nhân cho 4, 4 nhân 5 là 20, ghi 0 nhớ 2. 4 x 6 là 24, nhớ 2 nữa là 26, đi 6 nhớ 2. 4 x 1 là 4, nhớ 2 nữa là 6, ok chưa? 6, 6, 0, thì các bạn bằng 6, 6, 0. Rồi, các bạn đếm từ phải nè, từ tay phải của mình nè, sang bên trái hai số, 1, 2, thêm vô phải. Được chưa? Vậy nó sẽ ra là 6,60. Thì các bạn có thể rút gọn lại là 6,6. Ok chưa? Rồi, tương tự bài B mình cũng giải, rồi bài C các bạn cũng giải và các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, số bị chia nè, lấy số bị chia nhân 4. Được chưa? 4 x 6 là 24, ghi 4 nhớ 2. 4 x 8 là 32, nhớ 2 nữa là 34, ghi 4 nhớ 3. 4 x 7 là 28, nhớ 3 nữa là 31, ghi 1 hạ 3. Được chưa? Vậy kết quả là 3, 1, 4. Rồi, đếm từ tay phải nè, sang bên trái hai số, 1, 2, phẩy. Được chưa? Vậy kết quả nó là 31,44. Rồi, bài này các bạn giải giúp mình nha các bạn. Các bạn giải giúp mình, sau đó comment kết quả ở phía dưới để mình kiểm tra nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.